Chào mừng các bạn đã đến với live stream trực tiếp của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus tại địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Huy là người thực hiện ạ. Trên màn ảnh thì các bạn đang thấy một dáng mũi là cấu trúc nha các bạn, cho nên là các bạn thấy dáng mũi rất là đẹp. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn thấy được vấn đề về lỗ mũi và chân trụ mũi nha, đã được nâng cao và lỗ mũi hình ảnh chăm rất đẹp nha các bạn. Còn hình này là dáng nghiêng nha các bạn ha. Các bạn nhìn ha, đây là dáng nghiêng, tuy dáng mũi cao nhưng mà vẫn mang được một cái nét Á Đông và hài hòa với gương mặt của vị khách hàng nữ của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Các bạn có thấy hài lòng và đẹp không ạ? Cái này thì cảm thấy rất là thích đó các bạn. Các bạn ơi, chi phí cho làm dịch vụ và nâng mũi S-Line cấu trúc cơn cơ mega tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus hiện tại đang được khuyến mãi là còn 40 triệu nha các bạn nha. Giá gốc của dịch vụ này là 54 triệu nha các bạn, nhưng đang được khuyến mãi chỉ còn có 40 triệu thôi ạ. Đẹp mọi góc nhìn nha các bạn. Thời gian phẫu thuật cho mũi của mình chỉ mất khoảng thời gian là từ 2 đến 3 tiếng thôi ạ. Phương pháp làm là sẽ cắt hai bên sụn vành tai nha các bạn ha, kết hợp với sụn vành trên mũi để gia cố đầu mũi được nâng cao và kéo dài được, đạt đến mức tối đa nha các bạn. Đối với trụ mũi của khách hàng, như các bạn thấy ha, khi mà khách hàng nằm á, thì các bạn thấy là chân đầu mũi và cánh mũi chạm nhau thẳng đứng một hàng, và khi đó là khách hàng đứng ngồi dậy á, là dáng mũi rất là đẹp nha các bạn nha, không có bị quá dài cũng không bị quá ngắn nha các bạn. Đây là dáng nằm chuẩn nhất của dáng mũi cấu trúc nha các bạn nha. Rồi các bạn ơi, dáng mũi này chi phí là 40 triệu, nhưng nếu bạn nào chia sẻ livestream này ở chế độ công khai kết hợp với like trên trang fanpage của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì các bạn sẽ được tặng ngay 500.000 đồng khi mà các bạn đăng ký làm dịch vụ thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus các bạn ha. Bây giờ mình nhét hai cái ống thở vào cho khách hàng để giúp có tác dụng là cầm máu tốt hơn nha các bạn. Thì khi nhét đi vào rồi thì mình sẽ thấy cánh mình nó rộng hơn chút xíu thôi, nhưng mà tháo ra thì cánh nó sẽ thon gọn lại nha. Mũi là sẽ rất là đẹp nha các bạn nha. Các bạn thấy ha. Cái nẹp tay này á, thì các bạn có thể thấy á, là mình sẽ nẹp trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó mình sẽ cắt và tháo cái nẹp ra và vệ sinh tay. 10 ngày là mình sẽ cắt chỉ cả vành tay phía sau và cả dáng mũi luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì các bạn sẽ có được một dáng mũi đẹp các bạn nha. Như cái dáng mũi mà các bạn vừa phẫu thuật xong ra như thế nào á, là sau này nó gom lại nó sẽ đẹp y chang như vậy luôn nha các bạn. Chứ các bạn có thể thấy khách hàng của bên thẩm mỹ viện mình nha, làm xong thì rất là khỏe, khách có thể bấm điện thoại được nha các bạn ha. Nếu mà các bạn nào mà mong muốn là lưu giữ lại hình ảnh vừa phẫu thuật xong của thẩm mỹ viện thì các bạn có thể nhờ đội ngũ nhân viên của thẩm mỹ viện chụp lại cho các bạn nha. Không đau gì hết nha các bạn, hoàn toàn không đau gì hết ha. Làm mũi thì sẽ không ảnh hưởng gì về vấn đề khác nha các bạn ha. Các bạn chỉ cần kiêng ăn và kiêng hoạt động mạnh trong khoảng thời gian là một tháng đầu tiên là đẹp nha các bạn ha. Dáng mũi đều ổn định thì sẽ mất thời gian khoảng 3 tháng để hoàn toàn ổn định nha các bạn. Rồi các bạn thấy dáng nghiêng là đầu mũi với cánh mũi là nằm ngang, là dáng ngồi dậy xíu rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình đạp ghế cho khách hàng ngồi dậy kết hợp với lại chuẩn bị và mình nẹp lại mũi thôi ạ. Đó các bạn thấy ha, dáng ngồi nè, đó thấy ha, đó đầu mũi rất là đẹp luôn nha các bạn ha. Dáng nằm mà đầu mũi với cánh mũi bằng nhau á là dáng ngồi sẽ rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn thấy đẹp không ạ? Bạn nào mà có dáng mũi mà muốn cao nhiều và đẹp nhiều với khách hàng của mình á thì các bạn làm dịch vụ là nâng mũi S-Line cấu trúc kết hợp với lại bột tinh nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nẹp lại mũi để giúp cho mũi mình không có bị sưng nhiều, để mũi mình mau đẹp hơn nha các bạn ha. Rồi mình xin nói lại nha, bạn nào
chia sẻ livestream này cho Thẩm Mỹ Viện nè, mở chế độ công khai và like cho trang fanpage của Thẩm Mỹ Viện, thì các bạn đó sẽ được giảm ngay 500.000 khi các bạn đăng ký là dịch vụ buổi hoặc là tất cả những dịch vụ khác tại Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Nớt ha. Các bạn chỉ cần đến ngày lễ tương tư vấn xong là mình chỉ cần đưa điện thoại chứng minh là bạn đã chia sẻ đoạn livestream của Thẩm Mỹ Viện thì các bạn sẽ được giảm ngay 500.000 nha các bạn nha. Rồi mình xin nhắc lại về giá nha, giá F-Line cấu trúc kết hợp một cân bên Thẩm Mỹ Viện của mình là 40 triệu. Còn nếu bạn nào làm F-Line cấu trúc và không một cân thì chi phí của nó chỉ còn 30 triệu thôi nha các bạn. Hoặc bạn nào thích giống mũi tự nhiên nhẹ hơn và thấp hơn giống mũi, các bạn nên nhìn trên màn hình thì các bạn có thể sử dụng phương pháp F-Line một sụn bằng tay một bên. Chi phí đang được khuyến mãi từ 20 triệu giảm chỉ còn có 15 triệu thôi ạ. Rồi ngoài ra thì chi phí cũng cắt cánh mũi của Thẩm Mỹ Viện sẽ phụ thu thêm phí là 6 triệu nha các bạn ha. Ở Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Nớt ngoài dịch vụ về mũi ra thì còn có những đẹp có xin hết điện thoại về làm mắt, lưng ngực, mũi mông, cắt tạo hình môi, trái tim, vân vân thành nữa. Thì bạn nào mà có những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay đến Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Nớt, địa chỉ là 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Huy các bạn nhé. Rồi hậu phẫu thì mình chỉ cần nẹp mũi trong khoảng thời gian là 10 ngày sau khi ổn định xong là các bạn có thể tháo nẹp và tiến hành sinh hoạt như bình thường các bạn nha. Với lại kỹ thuật làm mũi tại Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Nớt là kỹ thuật mới rất là tốt và hiện đại, cho nên sau khi làm mũi xong á thì các bạn không cần phải nằm ngửa ha, hoặc là ngủ ngồi như hồi xưa nữa nè. Bạn ngủ thoải mái ha, nằm ngủ một cách thoải mái, nằm nghiêng, nằm ngửa dù là tùy mình như các bạn ha. Mà mình vẫn an tâm là dáng mũi của mình sẽ không hề bị bệnh lệch ha. Bạn yên tâm nha, mình làm mũi cấu trúc xong là mình về nhà được ngay luôn. Còn nếu mà bạn nào đó là điều kiện nhà bạn ở thành phố ha, còn nhà bạn nào mà ở Sài Gòn thì bạn về nhà luôn, còn nhà bạn nào ở tỉnh thì bạn chịu khó ha, là mình nghỉ ngơi lại Thẩm Mỹ Viện để mình được truyền thuốc rồi mình sẽ được Thẩm Mỹ Viện thăm khám ha. Còn trên hình các bạn đang nhìn thấy một bạn khách hàng, là vị khách hàng đó luôn đó nha các bạn, là làm mũi cấu trúc nè. Thì các bạn có thể thấy hình trước, hình trên đó là hình trước phẫu thuật, còn hình dưới là hình sau phẫu thuật nha. Đó là sự thay đổi ha, sự thay đổi về độ đầu mũi nè, thân cánh mũi và góc mũi nữa. Đây là hình mà mình chụp nghiêng nha các bạn ha. Còn đối với phần còn lại là phần mặt còn lại thì để mình mở hình cho các bạn xem. Các bạn thấy hình đẹp ha. Đây để mình tìm hình rồi mình mở cho các bạn xem nhé. Đây hình còn lại của khách hàng đó, hình này thì chụp rõ hơn này, các bạn thấy rõ ha, đầu mũi, góc mũi, cánh mũi đều thay đổi toàn bộ luôn, làm cho gương mặt của mình đẹp hơn, nhìn quý phái hơn và mềm mại hơn rất là nhiều nha các bạn ha. Cái này các bạn đi chơi hoặc là các bạn để mặt mộc, các bạn có trang điểm hay không trang điểm thì gương mặt của bạn vẫn rất là đẹp và xinh nhá. Tại vì dáng mũi cao là nó sẽ tôn lên gương mặt của các bạn rồi á, cho nên bạn nhiều khi mình không cần trang điểm nữa, mình chỉ cần đánh nhẹ cái môi thôi mà mình đi ra ngoài cũng rất là tươi tắn và trẻ trung nha các bạn ha. Rồi, đây là sự thay đổi hoàn toàn khác biệt giữa trước và sau phẫu thuật làm mũi tại Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Nớt nha các bạn ha. Dáng mũi mình sẽ rất là đẹp nha các bạn. Chi phí chỉ 40 triệu cho F-Line cấu trúc kết hợp với một cân cơ di hoặc là cân nha các bạn nha. Cái lớp tấm hình qua tấm khác đó. Rồi, bạn thấy ha. Bây giờ mình chụp hình cho các bạn nhìn á. Đây là hình đứng nè. Rồi các bạn nhìn rõ ha, hơi có đèn chiếu một chút xíu. Rồi các bạn thấy trước và sau phẫu thuật ha, ở cái tư thế mà mình ngước lên là mình đã thấy toàn bộ cái sự thay đổi về vấn đề đầu mũi rồi, từ to hơn ở bên phía tay trái của bạn đã trở nên thon gọn hơn phía tay phải, lỗ mũi kiểu tròn nè thì trở thành lỗ mũi hạt đậu hạt chanh rất là đẹp nha.
bạn. Rồi các bạn hãy chia sẻ livestream mình sẽ được ưu đãi giảm thêm 500.000 nữa nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem.